Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Cường Lên. Hôm nay em giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà diện tích siêu khủng nằm trong một khu dân cư hiện hữu thuộc đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, cách quận 7 chỉ 1 km thôi. Đường xe ô tô tải 500 kg vào được nha quý anh chị. Ngang 4,7m, dài cho 19,4m, thực tế là dài cho 22m. Và đây là mặt tiền của căn nhà, một trệt hai lầu gồm 5 phòng ngủ. Cường xin mời quý anh chị chúng ta tiến vào bên trong. Đầu tiên đây là một khoảng sân để mình đậu xe máy. Không gian phòng khách thì vô cùng rộng rãi, khoảng 30m², được tặng kèm một bộ sofa. Đối diện sofa là kệ tivi, trên thì có đèn chùm rất là đẹp. Tiếp đến là không gian bếp rộng khoảng 20m², bếp thì hình chữ L, được đắm phun trần và đầy đủ công năng sử dụng. Sau khu vực bếp là một phòng ngủ rất là rộng dành cho ông bà lớn tuổi, cũng được thiết kế cửa sổ rất là thoáng. Phía sau cùng của căn nhà này là khu vực sân sau. Ở khu vực sân sau này cũng rất là rộng, khoảng 20m², có thiết kế một nhà vệ sinh. Và một khoảng dư này anh chị có thể thiết kế một tiểu cảnh hoặc mình trồng rau sạch cây xanh nha. Cường xin mời quý anh chị chúng ta tiến lên trên lầu. Tại tầng 1 sẽ bố trí 2 phòng ngủ và đây là phòng ngủ phía trước rộng khoảng 30m². Mỗi phòng sẽ thiết kế một nhà vệ sinh riêng. Căn nhà này là tổng cộng 5 phòng ngủ nha quý anh chị. Cường xin mời quý anh chị chúng ta tiến ra phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau này rộng khoảng 25m², cũng được thiết kế một nhà vệ sinh riêng. Đặc biệt sau phòng ngủ này có một sân thượng mini rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Đây là một không gian để cho quý anh chị chiêu vào buổi tối, hoặc mình có thể mở rộng sân thượng này ra được luôn nha. Và đây là thông tin của căn nhà, ngang 4,7m, dài cho 19,4m, thực tế là dài cho 22m, một trệt hai lầu gồm 5 phòng ngủ. Vị trí trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, cách quận 7 chỉ 1 km thôi. Và giá đang được chào bán 5.500.000.000 đồng. Vẫn còn thương lượng, quý anh chị đến xem căn nhà này thì hãy liên hệ cho Cường qua số điện thoại 0937889880. Và hãy đăng ký kênh để xem những video mới được đăng tải trên kênh. Và bây giờ Cường xin chào và hẹn gặp lại.